Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì cũng nhân một ngày đẹp trời, thay vì gửi tới mọi người những cái video review xe thông thường thì mình sẽ review cho các bạn những chiếc siêu xe. Đây ư? Trông nó cũng siêu xe thật đấy, nhưng không. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang có mặt ở vị trí là trung tâm Hà Nội để cùng nhau chiêm ngưỡng và chia sẻ về một chiếc xe khác. Đây, anh em vào đây nhé. Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn và các vị, đây là chiếc Lamborghini Huracan Technical, một chiếc xe mà có thể nói là đang cháy nhất ở khu vực Nhà Hát Lớn Hà Nội. Một chiếc xe cũng đã từng lên sóng của kênh Xe Hay rất là nhiều rồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được chia sẻ về một mẫu xe chính hãng, phiên bản Technical, là chiếc đầu tiên và cũng là duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Không biết mọi người thấy sao, nhưng mà mỗi lần mà mình được đứng gần những cái siêu phẩm như thế này thì trái tim mình thường rất là bị xao xuyến vì nó quá xuất sắc. Nó xuất sắc ngay từ cái phần ngoại hình cho tới những thứ mà chiếc xe này nó sở hữu. Đầu tiên thì mình muốn hỏi các bạn một trước là theo các bạn chiếc xe này có giá bao nhiêu? Comment ở phía dưới nhé. Cái này thì lát nữa để cuối video mình sẽ chia sẻ với các bạn về mức giá của chiếc Huracan Technical này ở Việt Nam là bao nhiêu. Thì nếu anh em đoán thì cứ comment dưới nhé. Còn đối với cả chiếc xe này thì xem nào, cái gì đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn nhỉ? Ngay ở cái phần ngoại hình thôi thì các bạn cũng sẽ nhận ra một điều là chiếc Huracan Technical này nó có một cái phần giao diện bên ngoài khá là khác biệt so với cả những chiếc xe Huracan bình thường. Ngay từ cái phần đầu xe thôi. Đối với quan điểm cá nhân mình thì chiếc Huracan Technical này nó mang nhiều ảnh hưởng của chiếc Lamborghini Sian, một chiếc xe mà chính anh Hùng Lâm của bên mình, của Xe Hay cũng đã từng được đứng gần nó ở trong một cái sự kiện ra mắt ở bên Đức thì phải, hay bên Ý ấy, hồi nó ra mắt. Đối với cả chiếc Huracan Technical này thì ví dụ các bạn cứ nhìn ở khu vực đầu nhé, thì chúng ta sẽ có một cái phần giao diện phía bên ngoài với các cái chi tiết cản dưới ấy. Nó mang tới một cái nhìn nó dữ dàng hơn, nó phá cách hơn khá là nhiều khi so với cả một chiếc Huracan bình thường. Đó. Với cả thay vì đối với cả một chiếc siêu xe ấy, như kiểu chiếc Huracan Technical này thì thay vì ở phía bên dưới nắp capo là chúng ta hay có động cơ đúng không? Nhưng mà không. Đối với cả chiếc xe này thì rõ ràng là động cơ nó được đặt ở phía sau, và ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái phần cốp để đồ. Cốp để đồ ở trên chiếc Sian này, xin lỗi các bạn, trên chiếc Huracan Technical này thì chúng ta sẽ có một cái không gian cũng tương đối là rộng. Thì bây giờ anh em cứ chia sẻ với nhau về những thứ mà chúng ta nhìn thấy trước nhé. Còn cái điểm hay nó nằm ở dưới kia kìa. Đấy, chúng ta sẽ có một cái phần cốp cũng tương đối thoải mái để có thể gọi là để đồ được vào. Còn lùi sang phía bên thân. Đây. Thì đối với cả một chiếc siêu xe ấy, thì rõ ràng cái việc được trang bị một cái center lock như này nó không còn xa lạ gì. Và đối với cả trên chiếc xe này thì bên cạnh bộ mâm 20 inch, một bộ lốp Bridgestone rất là chuyên dụng của những chiếc siêu xe, hay là phanh thì là gốm ceramic. Cái phanh cỡ đâu đó khoảng cỡ 14 inch trên tổng của bộ mâm 20 inch thì nó cũng không còn là cái gì xa lạ với cả mọi người rồi. Nhưng khi đặt cái bộ mâm 20 inch này trên một chiếc xe hai cửa thì thực sự các bạn nhìn ở ngoài đời các bạn sẽ thấy là nó rất to lớn, kết hợp với cả một cái center lock đặt ở phía trung tâm. Bên cạnh đó thì Huracan Technical là một chiếc siêu xe đường đua nhưng mà dành cho đường phố. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có được những cái chi tiết nó mang đậm cái yếu tố về khí động học. Ngay ở khu vực đầu hoặc ở cái khu vực thân xe thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đường cắt xẻ và những cái phần hút gió ra phía sau này. Nó đều được nhấn mạnh đến mục đích là giảm cái chỉ số cản gió cho chiếc xe này. Và ở trên cái phiên bản này thì chúng ta có cái chỉ số cản gió nó thấp hơn so với cả một chiếc Huracan bình thường như cả bản Evo ấy. Đâu đó nó vào khoảng cỡ 35% về mặt chỉ số cản gió. Còn về cái mực ép xuống mặt đường mình nhớ khoảng hơn 20%. Đấy là về những con số liên quan tới phần kỹ thuật của chiếc xe. Còn ở phía bên này, đây ở phía bên dưới này, xin chắc là nhờ anh Tuấn ra mở hộ cái phần nắp capo này nhỉ, cho mọi người có thể nhìn rõ hơn cái phần động cơ của chiếc xe này. Động cơ của chiếc xe này thì xin thưa tới quý bạn và các vị, nó là động cơ V10 5.2
và nó được thưởng nguyên của phiên bản STO với 630 mã lực. Đây, 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 đây. Động cơ đặt sau, hay là gọi là động cơ đặt giữa ấy. V10, hút khí tự nhiên, 630 mã lực và 565 Nm moment xoắn, thưởng nguyên từ chiếc Lamborghini Huracan STO, một chiếc xe cũng rất là danh tiếng, hiệu suất cao của dòng xe Huracan. Và đối với cả cái phần động cơ này thì có một cái điều ấy cũng phải chia sẻ thật với các bạn là lái những chiếc xe như kiểu Huracan hay những chiếc xe như kiểu Lamborghini ấy, nó rất là sướng, sướng ở cái chỗ là cái ông lái nó được trải nghiệm đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc, nào thì uy lực, nào thì mạnh mẽ, nào thì tốc độ. Nhưng nếu mà để nó chạy chiếc xe này ở trong phố là nó cũng hơi mệt đấy, vì nó quá khỏe. Các bạn cứ hình dung là chúng ta đang có một chiếc xe nặng có khoảng hơn 1,3 tấn nhưng mang trong mình hơn 630 mã lực. Tức là nếu để chia ra cái phần mã lực và cân nặng thì 2,25 cân trên một mã lực ở trên chiếc xe này, nó kinh khủng đến như thế nào. Đi kèm với đó thì chúng ta cũng sẽ có là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Rồi anh em mình vào trong nhỉ. Đây, 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 đây. Xin mời camera sang bên kia để cho mọi người có thể thấy được cái không gian cabin ở trên cái xe này nó như thế nào. Đây, 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 để mình mở nhá. Cái khóa, à đây, 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 khóa đây rồi, cứ tưởng mất đi đâu. Rồi, cái khóa vào trong này thì tự nhiên hơn ở ngoài kia, nó hơi đông người một tí. Thì bây giờ mình cứ thử, mình cứ bật cái máy lên đã. Hơi đông người một tí là nhiều khi là lại có đứng cạnh một cái em gái nó quá là xuất sắc cái này ấy, thì cái tâm lý của mình nó cũng sẽ không được ổn định, nhịp tim đập hơi nhanh. Nhưng vào đây thì mình sẽ định thần lại để mình chia sẻ với các bạn sâu hơn về chiếc xe này. Đối với cả chiếc Lamborghini Huracan Technical ấy, thì nó cũng sẽ giống như nhiều mẫu Huracan, thì chúng ta sẽ có cửa làm cửa mở bình thường thôi, không phải cắt kéo cắt ghép gì như kiểu Aventador đâu. Thì ở trên chiếc xe này có một cái sự thật mà các bạn sẽ phải chấp nhận khi lựa chọn những cái mẫu xe hiệu suất cao thể thao như thế này ấy, đó chính là ở việc là đây là một mẫu xe dành cho đường đua nhưng chúng ta mang ra ngoài đường phố để có thể sử dụng dân dụng được. Nên là những thứ mà chiếc xe này nó được đắp lên mình, bao gồm từ phần ghế, nó cũng sẽ là ghế chỉnh cơ như thế này. Đó. Và bật mí cho anh em một cái nữa nhá. Đố các bạn biết cái ghế này, ở đây là ghế carbon, nó có giá bao nhiêu? Mình bật mí nhá, nó ngang với cả một chiếc Honda HR-V. Riêng hai cái chiếc ghế bằng carbon này nó có giá ngang với cả một chiếc HR-V. Thật là kinh khủng khi mình biết giá của hai cái ghế này xong mình cũng hơi sốc. Ghế bằng carbon. Và bên cạnh những cái thứ mà nó chỉnh cơ, chỉnh kiếc thì ở trên chiếc Lamborghini Huracan Technical này thì có một cái là nó làm tốt hơn so với cả những người anh em của nó. So với phiên bản Evo, so với phiên bản hiệu suất cao ấy, là ở trên chiếc xe này, phiên bản Technical, chúng ta sẽ có những thứ nó phục vụ được tốt hơn cho cái nhu cầu lái xe hàng ngày của chính chúng ta. Ví dụ như màn hình giải trí này, có những cái chức năng kết nối với điện thoại Apple CarPlay đầy đủ. Nói chung là về cơ bản là so với cả một chiếc xe dân dụng thì nó cũng không bị làm cho cái người lái nó, cái người ngồi bên cạnh nó cảm giác là ôi tôi đang lái một cái xe nó cực đoan, nó thể thao quá, nó cũng chả có cái gì. Thì ở trên chiếc xe này nó hài hòa được, bớt được cái phần gọi là phần sức mạnh đi để cho cái người lái nó cũng có một cái cảm nhận thoải mái hơn. Thì quay trở lại với cả cái vấn đề ở trên chiếc xe này thì nó cũng sẽ giống như nhiều mẫu siêu xe khác mà ekip xe hay thường gửi tới các mọi người, ví dụ từ Lamborghini, Ferrari, đó chính là khi các bạn ngồi vào trong không gian cabin này, ngồi vào cái vị trí này và kể cả cái vị trí bên cạnh, thì các bạn sẽ nhận ra một điều là nó không sướng đâu, thật sự nó không sướng đâu. Lái cái xe này không sướng ở cái chỗ là các bạn cứ hình dung là chúng ta đang ngồi trong một cái hầm tránh bom ấy. Cái phần kính trước chính vì với cái thiết kế mang hơi hướng khí động học rất là thuôn, và tư thế ngồi, cái vị trí ngồi nó chìm thẳng vào phía sâu trong như thế này, thì cái tầm nhìn của chúng ta ra phía bên ngoài nó cũng sẽ bị hạn chế hơn. Thì cái này là cái chấp nhận rồi, bất cứ một siêu xe nào cũng như vậy. Và ở trên chiếc xe này thì tất cả những gì mà tay mình đang sờ vào thì hầu hết nó đều được phủ là da lộ, kết hợp với những cái phối màu nó rất là thời trang, rất là đẹp. Và cái hàng bệ tí tay trung tâm hay người ta gọi là yên ngựa ấy, nó quá xuất sắc rồi. Đến bây giờ thì nhiều hãng xe phổ thông nó cũng đang học hỏi theo những cái hơi hướng thiết kế của những cái hãng xe như kiểu Lamborghini. Đây, công tắc đề nổ, và bây giờ mình sẽ thử đề nổ cho anh em nghe thử cái tiếng
ống xả của chiếc xe này nhé. Kinh khủng đúng không ạ? Và ở trên chiếc xe này nó có 3 chế độ lái. Để mình xem, mình mò một tí nhá. Để mình tìm xem cái chế độ lái nó nằm ở chỗ nào. À đây, 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 xin lỗi các bạn, đây, đây. Đây, ngay dưới vô lăng chúng ta sẽ có một cái nút đỏ. Đây, bây giờ mình sẽ để sang Strada là Cosa chứ, Cosa là chế độ lái kinh khủng nhất. Nè bô nhá, anh em sẵn sàng chưa? Thôi thôi, thế thôi nhá. Thế thôi, để cho mọi người có thể nghe thấy không ồn quá thực sự. Cái tiếng bô này nó sexy kinh khủng. Tắt tắt bớt máy đi. Rồi, ok. Tiếng bô ở trên những cái chiếc xe thể thao của đấy nó sexy kinh khủng. Nó tạo cho cái người nghe của nó, tất cả những người xung quanh cũng như là cái người ngồi trong này, một cái cảm giác là ôi, nó quá là dữ tợn, nó quá là uy lực. Nó luôn luôn thôi thúc cái người cầm vô lăng, cầm cương của chiếc xe, nó luôn luôn phải làm việc đi, phải bắn đi, phải vút nhanh hơn nữa. Và với cái khối động cơ V10 lúc nãy mình cũng quên chia sẻ với mọi người, thì cái thời gian tăng tốc của chiếc xe này từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng khoảng có 3,2 giây. Cũng như là cái trần vận tốc tối đa của chiếc xe này, nếu mình nhớ không nhầm thì nó cũng loanh quanh vào khoảng 300 km/h. Khoảng khoảng đó, đó là giới hạn điện tử. Nói chung là về cơ bản mà nói thì đối với cả mình là một người cũng thích những chiếc xe của Lamborghini. Vì đối với cả quan điểm cá nhân mình nhé, Ferrari thì nó lại mang theo hơi hướng kiểu công tử bảnh bao, mềm mại, duyên dáng. Còn đối với cả những chiếc xe của Lamborghini thì nó gần như là toàn những đường thẳng, toàn những cái nếp gấp thôi. Nhưng mà ngược lại thì nó lại mang tới một cái sự bền dáng theo thời gian nó tốt hơn. Thì đấy là cái góc nhìn cá nhân của mình. Không biết mọi người thấy thích thương hiệu nào hơn thì comment ở phía bên dưới nhé. Quay trở lại một tí với cả mức giá ở trên Lamborghini Huracan Technical. Thì chiếc xe này có mức giá chính hãng tại Việt Nam vào khoảng cỡ hơn 19 tỷ. Hơn 19 tỷ. Và nếu các bạn build thêm option thì giá nó cao hơn. Ví dụ như chiếc xe này, chúng ta có rất nhiều những chi tiết bằng carbon, ví dụ từ ghế cho tới cái phần nắp động cơ ở phía sau, nhiều lắm, nhiều chi tiết bằng carbon lắm. Thì nó đổi đẩy cái mức giá của chiếc xe này lên đâu đó khoảng hơn 20 mấy tỷ, khoảng 25-26 tỷ cho cái chiếc xe mình đang ngồi ở đây. Nó đang là một ngôi sao sáng ở khu vực nhà hát lớn của Hà Nội. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc xe này, comment ở phía bên dưới nhá. Còn thực ra đối với cả mình ấy, mình ấn tượng nhất là cái tiếng ống xả và cũng như về cái sức mạnh động cơ của chiếc xe này nó tạo ra cho chính những cái người cầm lái nó một cái sự hardcore, một cái sự feeling. Nhưng mà tất nhiên là với mình thì có lẽ mình sẽ, nếu có tiền thì mình sẽ ngồi chiếc Urus. Urus thì với mình nó đem đến cái cảm giác về mặt chạy ấy, nó thoải mái hơn, nó đa dụng hơn. Còn với những chiếc xe hai cửa như Aventador hay như Huracan thì nó sẽ thuần túy là một chiếc siêu xe dành cho những người ưa thích cái hiệu năng cao, một chiếc xe kinh điển kiểu như thế. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc Lamborghini Huracan Technical này thì để lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Mình Hoàng Vũ, xin chào và hẹn gặp lại.